oán trách em rất nhiều. Sau ngày ấy bỏ anh trong cô liêu, anh từng nói với em rất nặng lời. Sau ngày ấy để anh ôm trên vai, giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá xoan, em nào dám gửi phần cho anh mang. Sai lầm lớn nhất, sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, là muốn áp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nơi. Giờ đây anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, giờ theo một anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời là đánh mất em khi ta tuổi đôi mươi, muốn áp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nói. Giờ đây anh đã tình yêu.
đậm như dù